Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 23 độ. Còn các địa phương thuộc khu vực miền Tây và thành phố Hạ Long dự báo trời không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 25 độ. Ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo trời không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, đêm và sáng, trời rét, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 18 đến 22 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng biển trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực bắc bộ về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù và một vài nơi có mưa nhỏ với lượng không đáng kể. Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng phổ biến trong khoảng từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 13 đến 15 độ, khu vực núi cao dưới 10 độ. Ban ngày lượng mây bao phủ giảm dần, trưa chiều trời có nắng và nhiệt độ tăng dần, tiết trời ấm áp hơn. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Riêng khu Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, mưa rào chỉ xuất hiện cục bộ, tập trung ở các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ. Các nơi khác phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Còn từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ, riêng Bình Thuận có nơi 31 độ. Lui xuống vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ đêm nay và ngày mai, chỉ có mưa rào ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn. Ban ngày hầu hết các nơi đều có nắng. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai tại Tây Nguyên trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn Nam Bộ, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Riêng một số nơi thuộc các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước, nhiệt độ có thể sấp xỉ hoặc trên 34 độ, trời nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.